She starts the night. I would like to introduce you a song named Song Day. This song will take you to the atmosphere of Saigon 30 years ago. That's the time just before the fall of Saigon. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị nhạc phẩm Song Day, và nhạc phẩm Song Day đêm nay đặc biệt sẽ đưa quý vị về khung cảnh của Saigon 30 năm về trước. And the singer, performer, is our most famous singer. Please put your hands together for our number one singer, Chay Thu! Yên phận đây thôi.
cây. Xin cho tôi yên phận tù đầy. Xin cho tôi là thoáng rượu cây. Xin cho tôi xin vạn lần rồi. Một hôm nào trẻ hạt trong nôi. Xin cho tôi xin chỉ một ngày. Xin cho tôi xin chỉ một ngày. Ladies and gentlemen, tonight we are going to celebrate the 6th anniversary of the Vietnamese Australian Conservative Man Association. The thing we want to do is we want to protect our men against some too hot lady. Oh, first of all, I'd like to introduce to you our Mr. President. Vong Vong, xin mời anh xin. Your family is considered to the most model for people here to follow. Could you please give us some advice how you make your family like that? Cảm ơn anh Đức. Thực ra thì anh hỏi câu này thì gia đình tôi thì chẳng có cái gì hay ho cả. Chỉ có một cái điều ấy mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi nhờ cái hội đàn ông ở Phủ Kiến Húc nên gì đã giúp đỡ chúng tôi có cái trọn vẹn ở trong gia đình và rất hạnh phúc, đó là nhờ hội chứ tôi không có phản ánh gì hết. Anh Sinh nói vậy là anh quá thiên nhiên rồi. Xin quý vị cho anh Sinh một tràng pháo tay cổ võ tinh thần của anh Sinh. Cảm ơn quý vị và anh Đức. Thì trên đây tôi nói này, riêng cá nhân tôi ấy thì suy nghĩ như thế này, chúng ta phải hợp sức lại thì những người đàn ông chúng ta mới có chỗ đứng ở trên đất nước này. Đó là điều mà tôi luôn luôn và các bạn tôi hằng mong ước như vậy. Cảm ơn anh Sinh. Và bên đây có cháu và cháu của anh ở đây, anh cho xin phép xin hỏi lên luôn một vài câu hỏi. Dạ vâng, xin chào Bình Nhiên. You can see the children. Most Armenian daughter in the family and the best student school. Could you share your experience with the audience here tonight? First of all, I would like to say thanks to my parents for having me to be a good Vietnamese girl. Not like other girls, I love doing housework and I love studying. I have learned from my parents that education is very important to be successful in life. So listen girl, if you want to be successful, in your future, you should listen to your parents. Anh Sinh à, được khi được biết trước đây anh đã từng giữ cấp bậc đại úy và tham gia vào trong cái chiến dịch mùa đông lạnh lẽo. Tôi có thể xin phép anh kể cho quý vị khán giả đây nghe về chiến dịch mùa đông lạnh lẽo anh đã từng tham dự được không? Vâng, lúc đó tôi giữ chức vụ đại úy. Chúng tôi và tất cả các anh em được lệnh của Bộ Tư lệnh truy kích rằng tất cả anh em chúng tôi toàn đơn vị ngày đêm trong 4 ngày chúng tôi có thể là quên ăn quên ngủ để đi chiến đấu và tinh cho gia đình. Thưa quý vị, lúc ấy tôi đến đầu làng Cà Rịch, mà cái xã đó là xã Cà Đan. Khi chúng tôi thấy tất cả toàn thể yên lặng, một trong sự yên lặng lạnh lẽo và lạ lùng, khi tôi đến đó thì gần 1.000 xác chết, toàn là đàn bà, trẻ con, phụ nữ, tất cả những người già đều chết một cách tức tưởi. Chúng tôi lòng căm thù trào dân và quý vị hẳn ở đây chúng ta không còn lạ gì. Ai là kẻ đã giết người vô tội như vậy? Ai là kẻ đã giết những đồng bào, những bà già trẻ con như vậy? Lòng chúng tôi căm thù dâng lên và anh em toàn thể đơn vị của chúng tôi dù mệt mỏi nhưng quyết tâm truy kích địch tận hang ổ cuối cùng, và chúng tôi đã gặp địch ở một cánh rừng sâu xa và chúng tôi đã chiến đấu cách rất anh dũng. Đơn vị chúng tôi dù chỉ còn nửa quân số hơn đơn vị địch nhưng anh em chúng tôi đã chiến đấu và đồng đội của chúng tôi nửa đơn vị đã hy sinh
nằm xuống cho Tổ quốc và đã trả thù cho tất cả đồng bào là chúng tôi tiêu diệt địch, không còn một tên. Lòng chúng tôi lúc đấy dù mệt mỏi, rất là vinh dự đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho tất cả đồng bào, và chúng tôi quyết tâm để chiến đấu. Kính thưa toàn thể đồng bào, hôm nay tôi đại diện Hội đồng Nhân dân thành phố. Fellow countrymen, I myself on behalf of the People Council. Xin nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích dễ dàng của đồng bào trong công cuộc đấu tranh trường kỳ để giải phóng đất nước ra khỏi sự nghèo nàn, lạc hậu của chế độ cũ. I would like to congratulate you all for the great achievement you have made in the long run struggle to liberate our country from the stupidity and poverty of the old regime. Công lao to lớn ấy sẽ được Tổ quốc ghi công. The party will acknowledge your effort. Kính thưa đồng bào, con đường của chúng ta đã và đang đi cũng chính là con đường của bác, của cô và của chú đã đi qua. The road we are traveling on now is also the road our great uncle, our great auntie had traveled before. Thế hệ trẻ ngày nay cần phải sẵn sàng để tiếp bước trên con đường đã định này. Young people today need to be ready to travel on that road. Kính thưa đồng bào, vì vận mệnh chung của đất nước, chính chúng tôi là những kẻ sắp hết thời. 20-30 năm nữa cũng phải từ từ rút vào bóng tối. For the better future of our country, I myself will become useless, and I will move into the shadow sooner or later. Nhưng trước hết, nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là cần phải thanh lọc một xã hội trong sạch, làm di sản để lại cho lớp đàn em. Our duty today to please the country from the bad people. Kính thưa đồng bào, trong công cuộc đấu tranh không mệt mỏi để xây dựng một xã hội bình đẳng, cũng có không ít những kẻ đã và đang ngấm ngầm phá hoại những thành quả của chúng ta. We have discovered a small group of anti-revolutionists who has been trying to sabotage our achievements. Một trong những tên phản động đó, chúng tôi đã bắt được và mang ra trình diện đồng bào ngày hôm nay. We have captured one of them. Please have a hard and close look at him. Đây là một người chồng, người cha, người anh trong gia đình, là đứa con yêu của Tổ quốc. He's a husband, a father, and a brother in our family. He's also a beloved son of our country. Nhưng đã phản lại niềm tin của dân tộc, nguyện vọng của đồng bào. He has the nerve to be against the will of the people. Những bằng chứng buộc tội chúng tôi đã có, nhưng để được đầy đủ hơn, chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng bào phải mạnh dạn đứng lên tố giác những tội lỗi của tên này trong quá khứ. We got enough evidence to convict this man, but to make it complete, we ask all of you to tell us the best it has done to you in the past. Những ai nhiệt tình khai báo sẽ có thưởng. Những ai cố tình che giấu, chính là đồng lõa, sẽ bị cách mạng thẳng tay trừng trị. Those who tell us today will be awarded, and those who fail to tell us what they know about him will be guilty as he is. Kính mời đồng bào. Please. Yes. Listen to Radio America. Wow, too bad. Yes. He represents CIA, CIV, and KFC. Wow. Yeah, KFC. He got fish and chip from Pauline Hanson's shop. Luôn chị. Dạ, mời anh. Ông có vợ đi làm ca sĩ. Wow. Yes. Ông giao hàng mà không được khách chị. Wow. Yeah. He went to Japan and did a prostitute without paying. Wow. Is your dad? Yes. He put his feet up on the train seat. Wow. He wear woman underwear. Yes. He always forgot to flush the toilet. Yes. He wear women's bra. Wow. How do you know? Yes. He sleep with women with that. Yes, and you. He robbed the Roman gas company. Wow. Kính thưa đồng bào, bao nhiêu đó cũng đủ tất kết tội tên này. Chúng ta hãy tự cho nhau một tràng pháo tay để cổ võ tinh thần. Kính thưa đồng bào, để phát huy những thành quả đã đạt được ngày hôm nay và để chứng tỏ cái ý muốn thiết tha hòa nhập vào xã hội mới, chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy đứng lên thú nhận những tội lỗi của mình trong quá khứ. To better our achievement, we ask all of you to tell us honestly what sins and crimes you have committed. Là con người trong một đời, ai lại không một lần lầm lỡ?
cách mạng hiểu được điều đó nên chẳng những không bắt tội mà còn thưởng cho mọi người một ký gạo và một lon coca. We understand the weakness of human being. Those who honestly confess today will be awarded 1 kilo of rice and 1 can of Coca-Cola. Xin mời. Yes. Awarded 1 kilo at the same time. Wow. Come here. Get your prize. Well, yes. Last year, a horse business died in a car to crash. Wow. Beautiful. Yes. I'm Bill Clinton's ex-girlfriend. Wow. Come here. Yes. That's so drunk. Wow. Get your prize. Wow! Who else? Yes! I'm calling Hanson's boyfriend. Wow! Come here, get right. Yes! My boy's in Sydney Water. Wow! Kính thưa đồng bào, tôi nhiệt liệt hoan nghênh những tội ác của đồng bào. Một lần nữa, chúng ta hãy tự cho nhau một tràng pháo tay. Kính mời đồng bào từ từ ra sau lãnh thưởng. Ok, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Thank you.
giant. Hey, Jimmy, just like a quick drink. What do you mean a quick drink? You asked us to meet you here at 7. What time is it now? I don't know, 6, 7, 8? No, it is 9 o'clock, and how's your job hunting going? Job? What job? You got no experience. You too short, you too small, you too Asian. You delivered the wrong pizza, what job? Hi, I'm pregnant. You're what? Seriously, I'm pregnant. No, no way, is she? I'm telling you I'm pregnant, you're asking her. Do you think I'm lying? Can't be pregnant. I got no house, no job, no money. You can't be pregnant. So, are you asking me to have an abortion? What are you going to do? I don't know, it's our baby. We need to work it out together. You know what? Just forget it. You're alright. How is it going to be wrong when you're acting like you don't even care? Will you two just calm down? We're in a public places here. Why don't we all go somewhere else quiet and talk about it, no, huh? I'm starting to get my gun anyway. So you're not going to marry me? I haven't got any money. But that's not my question. McCoy, I mean, it's your baby too, you know, and you're such an irresponsible guy. You mind your business. Excuse me, she's my friend and she's here to help me. Can you be serious for once? Are you going to marry me? No, I can't. No. So, you're not going to marry me? Okay, thank you very much, Koi Tran. It's been very nice knowing you. You can stay here and watch your stupid music. I don't want to see your face again. Let's go to the end. Say, is it okay if we join you? Whatever. Look, girls are like that, she'll get over it. Say, what's your name? Koi. Hi, I'm Wendy, this is Lynn and Kathy. Look, I stopped off my exam as well, and I don't feel like going out and killing myself. Come on. Hiện nay, một đồng Mỹ ăn được một đồng ta.
Sau đây là phần tin thế giới. Nữ lãnh đạo đảng công quốc gia hứa sẽ cung cấp quyền cho những người tị nạn để họ trèo về nước nếu bà thắng trong cuộc tổng tuyển cử tới. Trước nạn phân biệt chủng tộc ngày một gia tăng, Thủ tướng một nước Nam Bán Cầu có kế hoạch đề nghị với Quốc hội thông qua một ngân khoản lên đến hàng triệu đô la cung cấp cho các cộng đồng sắc tộc để họ đi sửa mũi để đại dịch tâm vàng. Phần tin tức của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin chào, tạm kết và xin hiểu. It was night time when the three of us got into the small boat. We spent last week getting sunburned so that we look like fishermen. We wore our clothes and we rowed the boat toward the sea where the large boat was waiting. My mother was pregnant with me when she boarded the small boat. Before they pushed up from shore and went into labor, everyone insisted she get off. My father came ashore and I was born. When the boat was about to move out to sea, everyone was excited. Finally, we're on our way, but it didn't last long. Soon, people began to complain about lack of space. The sea became rough, and the boat began to rock and pitch. Soon, the complaining stopped, as everyone was vomiting. The only noise could be heard was the crying of the babies. On the fourth day, we saw a large container ship on the horizon. We all tried to attract its attention, but it sailed on. I think they saw us, but didn't want to help because we were too much trouble for them. I was 1 year old. When the pirates came, they wanted to know where the gold was on our boat. They held me up over the side by my feet and were about to throw me in the water. It was then that my mum told them the gold was hidden in my pants. On the fifth day, the engine broke down. All day we drifted in the hot sun. On the sixth day, the food has almost run out. All that was left was saga food. On the ninth day, my sister died. She was 3 years old. In the moonlight, I could see many small boats overlifting for the same boat. It was 10 meters long, yet so many were lifting on board. How will we all fit? I asked my father. He remained silent. What a lost kind of day. What if my better peace had come to with us? We knew there were pirates. But the woman took one of their faces to look ugly. They came aboard the men available. They also took a young man with their boat and wrapped them. My father tried to stop them from killing him. And they killed him. Okay, who's first? Name. Name? Me, Timbert. So you're Timbert. Can you tell me the names of the last five Prime Ministers of Australia? Yes. Bob Hawke, Paul Keating, John Harbour and Bernie Hanson. Tell me, what do Australians like to eat? Easy. Fish, chip and barbecue. What are the three most popular surnames in Australia? Hanson, Smith and Wink. What do Australians like to do in their spare time? Watch Neighbour, Home and Away. Neighbours at home and away? I think that's an insult to Australia. You should go back to Vietnam. Next! Name? Local Hell. Miss Local Hell? Are you a refugee? Well, do you know what a refugee is? Well, do you fear persecution if you're sent back to Vietnam? Local Hell? Well, we've got a lot of people to get through. Local Perhaps you should go back to Vietnam and think about it. Next! Name? Local Hell? Oh, you must be the sister of the last woman. I don't think we want to break up family groups, so I think you should go back too. Next! Name? Don't Hill. Why is it all you Vietnamese have the same last name? If it's not Nguyen, it's Tran. And if it's not that, it's Don Hill. Ông nói gì khó làm sao tôi hiểu được, ông nói tiếng Việt tôi trả lại cho.
Well, I have no idea what that means, but I'm pretty sure we don't need any more. Next! Of course, what all Bob are asking? So why do you want to come to Australia? Australia. Yes, Australia, but why do you want to come to Australia? Australia. Yes, but why not Canada or France or America? America, America. America? America. Excellent, the queue for America is over there. Next! Name? No. Mr. No? Yeah. Finally someone from a different family. Yeah. How do you have the skills you're looking for? No. Your English seems quite good. Yep. Obviously, you won't be needing the aid of an interpreter. No. Well, do you know very much about Australia? Yep. Would you prefer to live in Canada or France or America? No. Will you be happy doing boring factory work in Australia? Yep. Did we ever complain if this job was badly paid? No. And what if you remain at the bottom of Australian society, doing jobs no one else wants, or living in the suburbs no one else will live in? What if you lose your job, and your wife, she earns more money than you, she demands more freedom? What if your children grow up to be foreigners, ashamed of all your strange accents and habits? What if the whole country looks down on you, treats you like a peasant or a criminal? Will you still smile like happy and be loyal to Her Majesty, the Queen of Australia? Yep. Yep. Excellent, I think you and your family fit in very nicely into Australia. No. Yep. No. Yep, yep, yep. Very well then, your application is approved. Anh mất nửa đi rồi được cả.
cả tự do, cả hạnh phúc gia đình. Và cả em nữa chứ. À, anh có một điều này muốn nói với em. Tự do chúng ta đã có, chúng ta đổi bằng tất cả những cái giá mà chúng ta đã đổi. Nhưng còn giữ nó lại là một điều rất là khó. Em có nghĩ rằng chúng ta giữ tự do hạnh phúc bằng gì không? Anh chưa nghĩ ra. Anh thì nghĩ rằng muốn giữ tự do hạnh phúc thì phải có tập quán phong tục của gia đình. Và tập quán phong tục gia đình là người Việt Nam lấy chữ hiếu làm trọng. Vì vậy em phải dạy con cái về chữ hiếu là quan trọng nhất. Hương ơi, theo đây con ăn nói kìa. Em dạy con cái hiểu rằng các cụ ngày xưa có nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hay lắm, hay lắm, em giỏi lắm. À, Đức Công Tử ngày xưa có dạy chúng ta rằng như thế này: đạo là người tôn ti, trật tự xã hội có kẻ trên người dưới. Vì vậy em phải dạy cho con gái mình là tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Confucianism has helped society by creating many great rules for women. These rules are the three obedience and the four virtues. Đúng. Tam tòng. Thứ nhất là đại gia tòng phụ. When a woman is still at home, she must obey her parents. Thứ nhì là xuất giá tòng phụ. When a woman is married, she must obey her husband. Thứ ba là phu tử tòng tử, quan trọng nhất em nói. When her husband dies, she must obey her son. Đúng rồi, hay lắm, em giỏi lắm. Em nhớ này nhé, đó là mới tam tòng. Còn tứ đức có nghĩa là công, dung, ngôn, hạnh. Cái điều mà em phải biết, con gái mình phải biết và tất cả người phụ nữ phải biết, đó là công, dung, ngôn, hạnh. Okay, ready, guys? Yes! Get into your position. Công có nghĩa là đảm đang công việc nội trợ. Thêu, thùa, kim chỉ vá may, đó là bổn phận của người phụ nữ. A woman must do everything in the house. Sewing, 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 mopping, 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 cleaning, cleaning, cleaning. Còn dung, dung là sắc đẹp của người phụ nữ. Người phụ nữ phải trang điểm gọn gàng, tóc tai gọn ghẽ khi ra đường cũng như lúc ở nhà. A woman must always look beautiful. Lipstick, 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 brushing, 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 posing, posing, posing. Ngôn, ngôn là lời nói, phải kín đáo, nhẹ nhàng, phải yểu điệu thục nữ. When speaking, a woman must speak politely. Chào, 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 yeah, yeah, yeah. Thưa, thưa, thưa. Hạnh là đạo đức của người phụ nữ cần có nghĩa là phải biết kính trên nhường dưới, ăn trong nồi ngồi trong hướng, đó là trách nhiệm của người phụ nữ. A woman must know how to behave herself. Be sweet, be sweet, be sweet. Hay lắm, em thấy không? Con học nhanh lắm. Mà đúng là phong tục Việt Nam rồi. Vì vậy anh là một người đàn ông hạnh phúc nhất đời và có vợ đẹp, con ngoan nhất thế giới. Your father is very proud of us. Thanks, ma'am. Ladies and gentlemen, on behalf of the association, we would like to do a little surprise. The girls are expecting you because we need the funding from open to run the association. Kính thưa quý vị, để giúp cho chúng tôi, cái hội đàn ông bảo thủ Việt Úc tiếp tục hoạt động, chúng tôi có làm một cái thống kê nhỏ để trình bày với nhà lãnh chính phủ để xin thêm tiền của chính phủ để lập cái hội. Thành ra xin quý vị vui lòng giúp chúng tôi trong cái việc điền cái đơn mà các em đang đi thống kê. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một nhạc phẩm rất nổi tiếng, đó là nhạc phẩm Một Gói Đi Về.
ladies and gentlemen, to continue the night, we would like to introduce to you another song that called Mong Khoi Đi Về. And this song, once again, is performed by our best singer, Miss Kang Thu. Con kia và cậu lại còn thành lập băng đảng. You
guys hang around in your little group, thinking about how to overthrow one of the biggest armies on the planet, when half the Western world, the Australians, the Americans, they couldn't do it. And you think 20 of you sitting in a group are going to make a difference? And then I think việc đó không phải là việc của cậu. Tôi chỉ biết cậu từng làm dùng mail này ở đây. Còn cái việc ấy không phải việc của cậu. Tôi yêu cầu cậu từ nay phải đi con Hương nhé, là cháu của cậu. Và tôi là bố của nó, cậu đừng có dẫn theo nó nhé. Cho nào là bị đập phân, thì cần gì nữa? Này, tôi cảnh cáo cậu. Và nếu ấy, cậu ưng ở nhà tôi thì ở, thì cậu theo điều kiện nhà tôi. Và nếu cậu không ưng ở nhà tôi, cậu sẽ xéo này. Quay thôi. That's another Vietnam way than over 20 years ago. Tôi lại sợ chúng ta, tôi biết Việt Nam là gì? Ngoan thôi. À? Tại vì là chúng ta là tụi hại dân bắn nước. Vậy thôi. Unbelievable, you know. I don't care who you are. You can be my brother-in-law, you can be my sister, anything. I don't care. Guys, ladies and gentlemen, we apologize for what will happen just because some people. But what I do now, I already got another three security down there to protect the line. So we just forget about it. Don't worry about it. Now, I'd like to introduce you another song. This is called Mời Em Về by our most beautiful singer. Put your hands together for our number one singer, Chay Vong Vong! Thank you.
malaria. Yeah! I tried to run away from home once, but my brother called my abuser station and dragged me home. When I got home, I was slapped, kicked, whipped by my stupid father. He told me that if I ever run away again, he will kill me. Did you hear that? A father threatened to kill his own daughter? Did you know that my father said as a Vietnamese girl, I can do all the housework. I can listen and obey men. There's no point studying. We'll just end up being wives and have babies. Make babies my ass! If they want the babies, they should go make it themselves. You know what? I'm so sick of my parents, okay? They are so strict. They never approve anything I want to do. They dislike the way I dress. They hate the way I did my hair and my boyfriend. But when it comes to my brother, it is different. He has all the freedom. He can go home anytime he wants. He can go with his girlfriend. And what's pissed me off more is that he's bloody 2.5 years younger than I am. Did you hear that, son? Fair Vietnamese parents are. Do you know what shit me the most? It's when my parents force me between knives in friendly with strangers. Being a Vietnamese girl, you have to be polite. You have to follow your arm and say, go, you, back. That's not cheat you. What's everyone saying, low or high? From now on, we refuse to follow arms to this bullshit too. Yes! Do you know what? My mom's always nagging. Làm bài chưa con, đừng coi tivi nhiều quá, đừng nói điện thoại lâu quá, đừng quen những con đó, đừng chơi thằng đó. Come on! What the hell are you gonna stop saying? Đừng làm this and đừng làm that! Mom's out there, just give my girls a break, okay? I'm so sick of my parents trying to control my life. They plan out my whole week and expect me to obey them. They tell me when to study and when to do my homework. They tell me when to sleep and when to wash me. They even tell me when to eat and what to eat. They treat me like a prisoner. I don't have any freedom. Give us our freedom! One of my girls here have been severely abused and traumatized by her parents. The parents treat her so bad that she has constant nightmares. Now that she wants to release her feelings by singing a song, so you better all listen. When you walk alone at night, I'm following but out of sight. Don't you turn around, cause I'll be there. I'm really not that bad, but maybe you think I'm mad. Is this reality? Did I hear you scream? Or is this just a dream? Just a dream, just a dream. I'm your nightmare. Don't be afraid, I'm just in your head. What will you do when you wake up in a sweat? What will you do when I'm right beside your bed? Scream, scream, oh scream. I'm gonna hear you scream, scream, oh scream. I'm no angel, I'm no saint. I just can't do nothing for your sake. I'm just a girl, a sweet innocent girl, who's a killer, killer. Imagine you're a helpless soul. You can't do nothing, I'm in control. You're trapped, but you can't cry, you're mine. I know, but I haven't had the chance to ask my father permission yet. Okay, to ask him now. Ba cho con đi chơi với bà con bữa nha ba. Không đi đâu hết. Who? Are you coming or not? Well, I mean, we don't have much time. I'm going. Ba cho con đi bữa đi. Mà coi con nhỏ nè ba cho đi. Bạn học của con đó ba. Bạn học đi à? Dạ. Sao mà tóc tai mà xanh đỏ trắng tím vàng. Mà tao nhớ cái hồi mà tao vượt biên mà trên biển ấy, bao giờ gặp cầu vòng 7 móng là ba là tất cả mọi người sợ. Bây giờ tao thấy tóc tai con này giống cầu vòng 7 móng, tao tuyết khiếp luôn mày. Ba nói cười vậy ba, nhìn nó bề ngoài vậy nhưng mà ở trong lòng nó dễ thương lắm ba. Trời ơi, sao tao trông thấy cả trong cả ngoài đều khó thương à? Who? What's your lousy old man talking about, huh?
nothing. Just give me a minute, okay? What? Well, he said that you look very different compared to others, and he thinks you're very interesting. You lie, aren't you? I mean, by the look of his unfriendly faces, I can tell that he's there stick his nose out of people's business. Well, can you please do him something for me too? I reckon that the way he dressed, his hat, and his glasses is very interesting too, and I find him extremely modern. Mà nói cái gì mà chưa kịp máy tao không nghe. Dạ nó khen cái mắt kiến của ba đẹp không ba? Thôi khỏi khen. Mắt kiến là kính dâm kiểu model miễn phí cho bộ xã hội cho. Tôi biết khen. What the hell is yep going on, huh? Can you please interpret it for me? I'm getting bloody angry here. Well, he thinks that you don't have any parents here, so that's why you are too liberated. What? Liberated. Oh my god, I couldn't believe it. How come he have so much opinions about other people's, huh? Can you tell him to keep his opinion to himself? If I need his personal advice, I will let him know, okay? And can you please send a message for me? Can you ask him why he's wearing sunglasses when there's no sun around here? Con này nó nói bằng miệng chưa đủ sao lại cả chân tay ấy. Tao trông nó giống như là con rối nước của đoàn sông Hằng. Ba nói tùy vậy ba. Tao nói cho mày biết, con gái mà chơi lại cắt ruột thì ăn mặc áo mỏng trông kìa, lại con quân lính nữa. Trời ơi, nó định nhát ai? Are you coming or not? I mean, này, I'm sick of waiting for you here. Con hết bạn chơi rồi, hả? Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Không mà ba, không ba mà. Thế, thế bây giờ mày sao? Bây giờ mày định giáo dục miễn phí tao đấy. Không mà ba, con xin ba là vậy chứ. Ba cứ chỉ con đi, người nào tốt đi rồi con sẽ làm bạn với họ. Giống như bữa trước nè, chồng nó tới nhà đàng hoàng, xin ba cho con đi coi phim bữa, ba cũng không cho. Hôm nay con xin ba đi chơi với bạn gái của một bữa, ba cũng không cho. Vì ba muốn phải làm sao cho vừa lòng ba đây chứ. Này, ok. You can go. Go. Yeah. Money back to my family compared to yours. Này, cái cô em này.
Nhưng mà anh đã biết gia đình anh nghèo, mà ăn mang mà đông người nữa, gửi đi gửi chung thôi. Thôi thôi, anh đang muốn nói chuyện em đây này. Thôi thôi, được rồi, chúng ta sẽ hòa giải với nhau, sẽ nói chuyện sau. Từ chút xíu nó bả về rồi nói đồ mất dạy. Má không đi với con hay sao? Vậy bây giờ má tính làm sao? I don't know. Bộ má tính trở lại với ổng hả? It was partly my fault. I did promise your father that I gave up singing. Mà nói gì kỳ vậy? Lẽ má tính bỏ hát về ổng hay sao? I don't think you ever understand. Your father and I have been through a lot together. Haven't you got homework to do? Có, nhưng không có nhiều lắm. What do you mean not that much? Your exam coming up soon. Con biết, mà tối mai con làm. Tối nay con đã có hẹn với bạn con đi chơi rồi. I think you should stay home and do your homework. Không được đâu má, con đã có hẹn với bạn con rồi mà. Well, bring them up and cancel it. Sao má nói với con kỳ vậy? Because I care for you. Thiệt sao? Giống như kiểu ba lo cho má đó hả? Your dad has changed a lot, you know. Thiệt sao? Từ xấu đến tốt đó hả? If you compare him with some other men, he's not that bad. Not that bad? But he treats you like shit. Không có được hổ với ba con như vậy. Chứ sao lâu đúng mà lại chịu lấy ổng? If I didn't choose him, you wouldn't be here today. Vậy bây giờ mà tính sao? I don't know. I don't think there's an easy solution. Má có bao giờ nghĩ cho má hay không? Maybe I have changed a lot since I've been in this country. I haven't been a good Vietnamese wife. Má nói gì kỳ vậy, con không hiểu. I accept your father for the last 20 years. I don't think it's going to change. And I don't want you to lose a father. Con lớn rồi, má khỏi phải lo cho con đi. Con chỉ muốn má vui mà thôi. Maybe I owed him something in my previous life. So now I have to pay him back. This is my fate. Fate? So that's your answer to everything, isn't it? Maybe I should at least go and stay home and do nothing and call that fate. Can I ask you something? Why didn't you let me go swimming when I was in primary school? Weren't you really afraid after I was a kid my child to drown me? You know, as the result of that, I can't swim. Whenever the school has a swimming competition, the only thing I can do is sit and watch. I really don't know what to say. I'm sorry. But what I did, because of your own good. For my own good? How do you know what is right for me? You always taught me how to be a good Vietnamese girl, speak Vietnamese at home, go to Vietnamese school and not to answer back. So what is a good Vietnamese girl anyway? Does a good Vietnamese girl grow up to become a good Vietnamese woman? And does a good Vietnamese woman become a good Vietnamese wife? So you come with me and love, Mom. I'm going now. Ladies and gentlemen, we are sorry for just what's happening. And this is the time all we waiting tonight. I would like to introduce you, Mr. President. Mr. President, we got some words to say with all of us. Please put your hand together for Mr. President. Kính thưa quý vị quan khách và tất cả anh em hội viên, thật thà chúng tôi không muốn những cái điều mà xảy ra như vừa rồi. Vì vậy tôi thay mặt anh em hội đàn ông bảo thủ xin quý vị miễn thứ cho những điều vừa xảy ra hôm nay.
Good evening, ladies and gentlemen. I would like to apologize for the many things happening tonight outside our plan. Riêng cá nhân tôi thì thấy xấu hổ vô cùng và cảm thấy rất là nhục nhã vì mình không tự kiềm chế được mình đã để xảy ra những điều đáng tiếc. Vì vậy, hôm nay tôi cảm thấy mình không xứng đáng là chủ tịch của một hội đoàn và tôi xin từ chức kể từ hôm nay. I'm very, very ashamed of my impulsive behavior tonight, and I don't feel myself suitable as a position of the president. Nhưng mà quý vị, dù sao chúng tôi cũng xin báo cáo lúc. The agreement was you're out of here by 9 o'clock. Now, it's after that time, we've got another hire coming in, okay? We booked for the whole night, sorry. Look, I told you that, okay? We booked rồi mà. Yeah, we booked already. Yeah, but I've got, look, I told you at 9 o'clock, the One Nation party's in here for a rally. What do you mean, One Nation? Look, I'm sorry, ladies and gentlemen. You're welcome to stay, but I'm afraid this event will have to be one. Chúng ta đã mất hết cả tổ quốc gia đình rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn hội đàn ông. Listen. We lost the country already. We don't want to association here. Làm chương trình. How dare you? Rồi. Không, anh làm chương trình. Anh không sao. Yeah. Thôi, anh làm. Thôi. Này. Thế là sao? Này, Đức. Can I see your manager? Can I see your manager? I'm the manager. No, no. Why? Ah.
Thank you.
Too small, you're too Asian, you delivered the wrong pizza, what job? Chloe, I'm pregnant! You're what? Seriously, I'm pregnant! No, no way, is she? I'm telling you I'm pregnant, you're asking her. Do you think I'm lying? Can't be pregnant. I've got no house, no job, no money. You can't be pregnant. So, are you asking me to have an abortion? What are you going to do? I don't know, it's our baby. We need to work it out together. You know what? Just forget it, you're right. How is it going to be your problem acting like you don't even care? Will you two just calm down? We're in a public places here. Why don't we all go somewhere else quiet and talk about it? Ba, nó trả thù cho tất cả đồng bào là chúng tôi tiêu diệt địch, không còn một tên. Lòng chúng tôi lúc đấy dù mệt mỏi, rất là vinh dự đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho tất cả đồng bào và chúng tôi quyết tâm để chiến đấu. Kính thưa toàn thể đồng bào, hôm nay tôi đại diện Hội đồng Nhân dân thành phố. Fellow countrymen, I myself on behalf of the People Council. Xin nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích vẻ vang của đồng bào trong công cuộc đấu tranh trường kỳ để giải phóng đất nước ra khỏi sự nghèo nàn, lạc hậu của chế độ cũ. I would like to congratulate you all for the great achievement you have made in the long run struggle to liberate our country from the stupidity and poverty of the old regime. Công lao to lớn ấy sẽ được tổ quốc ghi công. The party will acknowledge your effort. Kính thưa đồng bào, con đường của chúng ta đã và đang đi cũng chính là con đường của bác, của cô và của chú đã đi qua. The road we are traveling on now is also the road our great uncle, our great auntie had traveled before. Thế hệ trẻ ngày nay cần phải sẵn sàng để tiếp bước trên con đường đã định này. Young people today need to be ready to travel on that road. Kính thưa đồng bào, vì vận mệnh chung của đất nước, chính chúng tôi là những kẻ sắp hết thời. 20 năm nữa cũng phải từ từ rút vào bóng tối. For the better future of our country, I myself will become useless, and I will move into the shadow sooner or later. Nhưng trước hết, nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay là cần phải thanh lọc một xã hội trong sạch, làm di sản để lại cho lớp đàn em. Our duty today to please the country from the bad people. Kính thưa đồng bào, trong công cuộc đấu tranh không mệt mỏi để xây dựng một xã hội bình đẳng, cũng có không ít những kẻ đã và đang ngấm ngầm phá hoại những thành quả của chúng ta. We have discovered a small group of anti-revolutionists who has been trying to sabotage our achievement. Một trong những tên phản động đó, chúng tôi đã bắt được và mang ra trình diện đồng bào ngày hôm nay. We have captured one of them. Please have a hard and close look at him. Đây là một người chồng, người cha, người anh trong gia đình, là đứa con yêu của Tổ quốc. He's a husband, a father and a brother in our family. He's also beloved son of our country. Nhưng đã phản lại niềm tin của dân tộc, nguyện vọng của đồng bào. He has the nerve to be against the will of the people. Những bằng chứng buộc tội chúng tôi đã có, nhưng để được đầy đủ hơn, chúng tôi thiết tha kêu gọi đồng bào phải mạnh dạn đứng lên, tố giác những tội lỗi của tên này trong quá khứ. We got enough evidence to convict this man, but to make it complete.
We ask all of you to tell us the best it has done to you in the past. Những ai nhiệt tình khai báo sẽ có thưởng. Những ai cố tình che giấu chính là đồng lõa sẽ bị cách mạng thẳng tay trừng trị. Those who tell us today will be awarded, and those who fail to tell us what they know about him will be guilty as he is. Kính mời đồng bào. Please. Yes. Listen to Radio America. Wow, too bad. Yes. Wow. It represents CIA, CIV, and KFC. Wow. Yeah, KFC. He got fish and chip from Paul and Hanson's shop. Luôn chị. Dạ, mời anh. Ông có vợ đi làm ca sĩ. Wow. Yes. Ông giao hàng mà không được phát chị. Wow. Yeah. He went to your gym and visit a prostitute without pay. Wow. Is your dad? Yes. He put his feet up on the train seat. Wow. He went walking out of the west. Yeah. He always forgot to flush the toilet. Yeah. He wear women's bra. How do you know? He sleep with never be done. Yes, and you. He robbed the Norman gas company. Kính thưa đồng bào, bao nhiêu đó cũng đủ tất kết tội tên này. Chúng ta hãy tự cho nhau một tràng pháo tay để cổ võ tinh thần. Kính thưa đồng bào, để phát huy những thành quả đã đạt được ngày hôm nay và để chứng tỏ cái ý muốn thiết tha hòa nhập vào xã hội mới, chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy đứng lên thú nhận những tội lỗi của mình trong quá khứ. To better our achievement, we ask all of you to tell us honestly what sins and crimes you have committed. Là con người trong một đời, ai lại không một lần lầm lỡ? Cách mạng hiểu được điều đó nên chẳng những không bắt tội mà còn thưởng cho mỗi người một ký gạo và một lon coca. We understand the weakness of human being. Those who honestly confess today will be awarded 1 kilo of rice and 1 can of Coca-Cola. Xin mời. Yes. Awarded 20 dollars at the same time. Wow. Come here. Get your prize. Well, yes. Last year, a post business died in a car to crash. Wow. Beautiful. Yes. I'm Bill Clinton's ex-girlfriend. Wow. Come here. Yes. I'm stuck here. I'm gone anyway. So you're gonna marry me? I haven't got any money. But that's not my question. McCoy, I mean, it's your baby too, you know, and you're such an irresponsible guy. You mind your business? Excuse me, she's my friend and she needs to help me. Can you be serious for once? Are you gonna marry me? No, I can't. No. So you're not gonna marry me? Okay, thank you very much, McCoy Tran. It's been very nice knowing you. You can stay here and watch your stupid music. I don't want to see your face again. Let's go to the end. Say, is any camping join you? Whatever. Look, girls are like that, she'll get over it. So what's your name? Coy. Hi, I'm Wendy, this is Lynn and Kathy. Look, I stuff off my exam as well, and I don't feel like going out and killing myself. Come on. Để truy lùng các thành phần phản động còn sót lại.
điển hình có các phường 23, 35 đã tháp dỡ được một tổ chức chống chính quyền cực kỳ nguy hiểm. Tổ dân phố 13 đã chỉ điểm để bắt trọn bộ một tổ chức mang người chính quyền. Một em bé gái chưa đầy 1 tuổi ở quận Cam đã nhặt được một khẩu súng chống tăng và mang giao nạp cho sở công an thành phố. Tin thi đua. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, nhiều công ty xí nghiệp nhà nước đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Đặc biệt, công ty nào nữa làm than củi không những đã hoàn thành kế hoạch mà còn vượt mức kế hoạch trong trước 28 ngày. Hiện nay, các xí nghiệp như xí nghiệp nước mặn, xí nghiệp dầu hôi cũng đang trên đà thi đua nước rút. Theo tin tức của Bộ Công nghiệp, hợp tác xã bao bì đóng gói cũng đang trên đường hoàn thành kế hoạch như chúng ta đã theo dõi trên đài những ngày gần đây. Tin đối ngoại, trước tình hình nạn đói tại châu Phi, nhân dân cả nước đã thắt lưng buộc bụng huy động 50 kg khoai mì gửi sang viện trợ không hoàn lại. Trên tinh thần hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực không gian, lần đầu tiên phi hành gia của chúng ta đã cùng với phi hành gia nước bạn bay vào vũ trụ, nghiên cứu thành công phương pháp lai tạo bèo qua dâu, mang lại lợi nhuận lớn lao về cho đất nước. Trước tình hình khủng hoảng của thị trường chứng khoán toàn thế giới, nhưng nhờ vào chính sách kinh tế đóng cửa, đồng bạc của chúng ta vẫn không bị mất giá. Hiện nay, một đồng Mỹ ăn được một đồng ta. Sau đây là phần tin thế giới. Nữ lãnh đạo đảng công quốc gia vừa sẽ cung cấp quyền cho những người tị nạn để họ dèo về nước nếu bà thắng trong cuộc tổng tuyển cử tới. Trước nạn phân biệt chủng tộc ngày một gia tăng, Thủ tướng một nước Nam bán cầu có kế hoạch đề nghị với Quốc hội thông qua một ngân khoản lên đến hàng triệu đô la cung cấp cho các cộng đồng sắc tộc để họ đi sửa mũi và nhuộm tóc vàng. Phần tin tức của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin chào, tạm kết và xin dừng. It was night time when the three of us got into the small boat. We spent last week getting sunburned so that we looked like fishermen. We wore our clothes and we rowed the boat toward the sea where the lush boat was waiting. My mother was pregnant with me when she boarded the small boat. Before they pushed up from shore, she went into labor. Everyone insisted she get off. My father came ashore and I was born. Gentlemen, tonight we are going to celebrate the 6th anniversary of the Vietnamese Australian Conservative Man Association. The thing we want to do is we want to protect our men against some too hard lady. Oh, first of all, I'd like to introduce to you our Mr. President, Vong Vong. Your family is considered to the most model for people here to follow. Could you please give us some advice how you make your family like that? Cảm ơn anh Đức. Thực
ra thì anh hỏi câu này thì gia đình tôi thì chẳng có cái gì hay ho cả. Chỉ có một cái điều ấy mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi nhờ cái hội đàn ông ở Thủ Kiến Đúc nên gì đã giúp đỡ chúng tôi có cái trọn vẹn ở trong gia đình và rất hạnh phúc, đó là nhờ hội, chứ tôi không có khả năng gì hết. Anh Sinh nói và lại quá thêm nhiều lời, xin quý vị cho anh Sinh một tràng pháo tay cổ võ tinh thần của anh Sinh. Cảm ơn quý vị và anh Đức. Thì trên đây cũng nói này, riêng cá nhân tôi ấy thì suy nghĩ như thế này, chúng ta phải hợp sức lại thì những người đàn ông chúng ta mới có chỗ đứng ở trên đất nước này. Đó là điều mà tôi luôn luôn và các bạn tôi hằng mong ước như vậy. Cảm ơn anh Sinh. Và từ đây có cháu và cháu của anh ở đây. Anh cho tôi hát xin hỏi với tôi một vài câu hỏi. Dạ vâng, xin anh bình yên. You can see the children, most obedient daughter in the family and the best student school. Could you share your experience with the audience here tonight? First of all, I would like to say thanks to my parents for having me to be a good Vietnamese girl. Not like other girls, I love doing housework and I love studying. I have learned from my parents that education is very important to be successful in life. So listen girl, if you want to be success in your future, you should listen to your parents. I think được biết trước đây anh đã từng chỉ có bậc đại úy và tham gia vào trong cái chiến dịch mùa đông lạnh lẽo. Tôi có thể xin phép anh kể cho quý vị khán giả đây nghe về chiến dịch mùa đông lạnh lẽo anh đã từng tham dự được không? Vâng, lúc đó tôi giữ chức vụ đại úy. Chúng tôi và tất cả các anh em được lệnh của Bộ Tư lệnh truy kích rằng tất cả anh em chúng tôi toàn đơn vị ngày đêm trong 4 ngày chúng tôi có thể là quên ăn quên ngủ để đi chiến đấu và tin cho gia đình. Thưa quý vị, lúc ấy tôi đến đầu làng Cà Rịch, mà cái xã đó là xã Cà Tăng. Khi chúng tôi thấy tất cả toàn thể yên lặng, một trong sự yên lặng lạnh lẽo và lạ lùng, khi tôi đến đó thì gần 1.000 xác chết, toàn là đàn bà, trẻ con, phụ nữ, tất cả những người già đều chết một cách tức tưởi. Chúng tôi lòng căm thù trào dâng và quý vị hẳn ở đây chúng ta không còn lạ gì. Ai là kẻ đã giết người vô tội như vậy? Ai là kẻ đã giết những đồng bào, những bà già trẻ con như vậy? Lòng chúng tôi căm thù dâng lên và anh em toàn thể đơn vị của chúng tôi dù mệt mỏi nhưng quyết tâm truy kích địch tận hang ổ cuối cùng, và chúng tôi đã gặp địch ở một cánh rừng sâu xa và chúng tôi đã chiến đấu cách rất anh dũng. Đơn vị chúng tôi dù chỉ có nửa quân số hơn đơn vị địch, nhưng anh em chúng tôi đã chiến đấu và đồng đội của chúng tôi nửa đơn vị đã hy sinh nằm xuống cho tổ quốc. You start the night, I would like to introduce you a song named Song Day. This song will take you to the atmosphere of Saigon 30 years ago. That's the time just before the fall of Saigon. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị nhạc phẩm Xóm Đêm, và nhạc phẩm Xóm Đêm đến nay tại trên sẽ đưa quý vị về khung cảnh của Sài Gòn 30 năm về trước. And the singer, performer is our most famous singer. Please put your hands together for our number one singer, Chay Thu. Thank you.
chuyên tình.